Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Hãy dành ra 10 phút mỗi ngày để đón xem những video của chúng tôi về những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất về diễn biến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc. Và chắc chắn rồi, bản tin 24 giờ tự tin đưa tới quý vị những tin tức nóng nhất trong ngày hôm nay về tình hình mưa lũ cũng như thiệt hại ban đầu về những trận mưa chưa từng có trong lịch sử của Trung Quốc. Và ngay sau đây hãy cùng với bản tin 24 giờ đến với những tin tức đầu tiên. Tổn thất vì lũ lụt ở Hà Nam trong 2 tuần chiếm phần lớn tổng thiệt hại do lũ lụt ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay. Số người chết do lũ lụt ở tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 99 người tính đến trưa ngày thứ Tư vừa qua. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết, trong số 99 người chết có 26 trường hợp mới được báo cáo ở Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam. Theo số liệu thống kê từ Quản lý Thiên tai Quốc gia, gần 14 triệu người tại 150 quận huyện thành phố ở Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt kể từ ngày thứ Năm tuần trước. Hơn 930.000 người trong tỉnh đã phải di rời khẩn cấp, với tổng số là 1.470.800 người phải di rời. Đến nay, các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiến hành. Đối với những người bị mất tích, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng ở Hà Nam là hơn 1 triệu hecta, trong đó 527.000 hecta bị phá hủy và 198.200 hecta bị mất mùa. Tổng cộng có hơn 840.000 ngôi nhà bị sập hoặc bị thiệt hại trên toàn tỉnh. Thảm họa thiên nhiên đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 90,981 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 14 tỷ đô la Mỹ. Con số thiệt hại ở tỉnh Hà Nam chiếm phần lớn trong tổng số thiệt hại do lũ lụt, mưa bão ở Trung Quốc tính từ đầu năm đến nay. Hoàn cầu thời báo đưa tin vào ngày thứ Ba vừa qua, Cơ quan Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia cho biết lũ lụt và mưa bão ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng đến 34,81 triệu người, khiến cho 146 người chết hoặc mất tích, phá hủy 72.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 123 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 18,93 tỷ đô la. Theo Tân Hoa Xã, tổng cộng có hơn 39.000 người và 3.000 hộ bị thiệt hại đã được huy động để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở tỉnh Hà Nam. Tính đến 10 giờ ngày sáng thứ Ba, Tổ chức Từ thiện Hà Nam và Hiệp hội Chữ thập đỏ chi nhánh ở Hà Nam đã nhận được 5,69 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 876,17 triệu đô la quyên góp. Trong khi đó, Trung Quốc đã phân bổ 795 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 122,4 triệu đô la để tái thiết lập các khu vực ở một số tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, lũ lụt. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cho biết, số tiền từ nguồn dự trữ tài chính trung ương này sẽ hỗ trợ cho việc tái thiết cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ công cộng sau thảm họa ở tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên, Sơn Tây và Chiết Giang. Kể từ tháng này, những trận mưa lớn tiếp tục ập đến Hà Nam, Tứ Xuyên và Sơn Tây. Cơn bão số 3 đã đổ bộ lần 2 vào Chiết Giang gây ra lũ lụt nghiêm trọng, thương vong và thiệt hại về tài sản. Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, nước này đã dành 3 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ kiểm soát lũ lụt, khắc phục hậu quả của thiên tai tại Hà Nam trước đó. Hệ thống phòng chống lũ lụt thông minh của Trung Quốc bị nghi ngờ chất lượng sau thảm họa lịch sử. Tiếp đó, 2 dự án thành phố thông minh nổi tiếng ở Trịnh Châu, một quản lý lũ lụt và một về an toàn đường hầm đã bị chỉ trích bởi không ngăn được thảm họa vừa qua. Nước lũ tại Trịnh Châu, thành phố 10 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc đã rút sau trận lũ lịch sử, nhưng nó cũng làm rộ lên một loạt các vấn đề về quản lý dự án công nghệ. Các hệ thống thành phố thông minh được quảng cáo rầm rộ của Trịnh Châu từng được cho là sẽ giúp các nhà quy hoạch, quản lý và giữ an toàn đô thị đã bị chỉ trích và giám sát chặt chẽ sau khi các trận lũ lụt gần đây đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng thành phố và khiến cho hàng chục người bị thiệt mạng. Trong đó có 14 người ở hệ thống tàu điện ngầm địa phương và 6 người trong đường hầm Xinguang. Một trong những dự án công nghệ được quan tâm là hệ thống ngăn lũ lụt theo thời gian thực được lắp đặt tại thành phố vào tháng 12 năm ngoái bởi công ty công nghệ và hệ thống thông minh hàng không vũ trụ Thần Châu, một chi nhánh của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước. Theo tuyên bố chính thức, hệ thống được thiết kế để giúp cho chính quyền thành phố giám sát mực nước trong thời gian thực thông qua cảm biến và phân tích thông minh, cũng như là thông báo cho các bộ phận liên quan về nguy hiểm sắp xảy ra. Nó có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu từ một số văn phòng địa phương, bao gồm dữ liệu về khí tượng thủy văn, các lĩnh vực liên quan khác. Công nghệ còn lại là hệ thống giám sát đường hầm Xinguang được lắp đặt như một phần của sáng kiến thành phố nhằm theo dõi an toàn đường hầm. Một báo cáo truyền thông chính thức cho biết, các camera và cảm biến trong đường hầm đã làm cho cơ sở hạ tầng trở nên thông minh và thậm chí có thể gửi cảnh báo qua ứng dụng trên smartphone về tai nạn hoặc nguy hiểm sắp xảy ra. Aerospace Sensihao Smart System, đơn vị phát triển hệ thống giám sát lũ lụt, đã không trả lời các cuộc gọi và phát biểu yêu cầu bình luận. Trung tâm đường hầm Trịnh Châu, nơi chịu trách nhiệm vận hành đường hầm, cũng không trả lời các yêu cầu bình luận. Các câu hỏi về hệ thống thành phố thông minh đã xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân đưa ra ý kiến cho rằng dự án thành phố thông minh ở Trịnh Châu là lãng phí tiền bạc và hoàn toàn vô dụng. Các phương thức khác đặt ra câu hỏi về vai trò của bộ máy quan liêu chính quyền địa phương trong thảm họa sự thiếu hiệu quả hoặc sự chi phối giữa các cơ quan khác nhau có thể đã không chuyển tín hiệu từ hệ thống thành cảnh báo công khai kịp thời. Ví dụ, cơ quan khí tượng thành phố Trịnh Châu đã gửi 5 cảnh báo đỏ về mưa lớn, mức cảnh báo thời tiết cao nhất, nhưng chính quyền thành phố Trịnh Châu đã không có hành động đình chỉ trường học hoặc là giao thông. Bà Zhai Xinhan, giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn công nghệ thông tin IDC cho biết, việc ban hành thông tin phòng ngừa thảm họa cần sự phối hợp của các bộ phận khác nhau. Ông cho biết liệu người nhận có ghi nhận cảnh báo một cách nghiêm túc hay không là việc nằm ngoài tầm kiểm soát của người gửi. Xi Hằng nói thêm rằng nhiều dự án thành phố thông minh ở Trung Quốc còn lâu mới sẵn sàng đối phó với thiên tai và hầu hết các thành phố của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ đặt nền móng cho thành phố thông minh bằng cách lắp đặt camera lưu trữ đám mây, trung tâm dữ liệu và nền tảng xử lý. Các nhà phân tích khác thì cho biết lượng mưa tuần qua là lớn, có thể đã vượt quá công suất thiết kế của hệ thống. Lượng mưa khoảng 63 cm đã trút xuống trong vòng 24 giờ vào ngày thứ Hai, đã được chính quyền địa phương cho biết là điều không được nhìn thấy trong 1.000 năm. Kasman Lee, phó giáo sư Đại học Bách khoa Hồng Kông nói rằng các hệ thống giám sát lũ lụt như hệ thống được sử dụng ở Trịnh Châu áp dụng công nghệ tương tự như hệ thống giám sát ở Hồng Kông và thời tiết khắc nghiệt có thể áp đảo những hệ thống này. Thành phố thông minh đã trở thành một từ thông dụng trong những năm gần đây ở Trung Quốc khi các chính quyền địa phương mong muốn sử dụng công nghệ mới để số hóa việc quản lý thành phố và cải thiện mức sống của người dân. Thuật ngữ này cũng được sử dụng bao gồm tất cả mọi thứ từ giám sát đến cơ sở hạ tầng đô thị, dịch vụ thành phố, giao thông vận tải và quản lý năng lượng. Những gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc bao gồm Alibaba Group Holding, Tencent Holding, Baidu và Huawei Technologies đều tham gia vào việc tranh giành thị trường trong lĩnh vực này, cung cấp các dịch vụ lưu trữ đám mây đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật như trung tâm dữ liệu, các giải pháp điện toán toàn bộ. Vào cuối năm ngoái, hơn 500 thành phố ở Trung Quốc đã bắt tay vào các loạt dự án thành phố thông minh khác nhau, nhưng chỉ có 8,4% thành phố thông minh đạt đến mức độ hoàn thiện, với hơn 43% còn lại chỉ trong giai đoạn sơ bộ. Theo một báo cáo từ Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia, đơn vị hoạch định kinh tế của Trung Quốc, Quyên Minh Lu, giám đốc điều hành của DHI Trung Quốc, một nhà cung cấp giải pháp môi trường nước cho biết, một chính quyền địa phương đã lựa chọn các dự án thành phố thông minh chỉ mang tính trưng bày thay vì nhắm vào các vấn đề thực tế. Ông Lu cho biết giám sát, ngăn ngừa và quản lý ngập lụt đô thị là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi nhìn vào việc xây dựng thành phố thông minh. Một chuyên gia khác cho biết khoảng cách giữa tầm nhìn và thực tế là một vấn đề đối với nhiều dự án do chính phủ lãnh đạo ở Trung Quốc. Mặc dù quản lý dữ liệu lớn đang tạo ra sự khác biệt, Ban Anzi, một chuyên gia quy hoạch đô thị người Pháp làm việc tại hơn một thập kỷ tại Trung Quốc cho biết thành phố thông minh chỉ là một khái niệm trong dự án thiết kế đô thị hơn là một thực tế ở Trung Quốc. Nhưng việc thu thập, xử lý và hợp nhất dữ liệu lớn đang dẫn đến những trải nghiệm đô thị mới ở thành phố lớn nhất của đất nước này. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy vì lũ lụt ở Trung Quốc và châu Á, đứt gãy trong ngành vận tải biển bùng phát trong năm nay. Việc nhiều quốc gia bước ra khỏi đại dịch, dần nới lỏng chính sách đóng cửa, giãn cách thúc đẩy chi tiêu của cá nhân đã dẫn đến việc khủng hoảng của container rỗng, làm cho việc giao hàng bị chậm, đẩy giá cả hàng hóa lên cao. Đến tháng 4, việc siêu tàu chở hàng Ever Given mắc cạn trên kênh đảo Suez đã gây ra tình trạng kẹt cứng trên tuyến giao thương huyết mạch này trong gần một tuần. Vừa qua, số ca bùng phát mới tăng mạnh ở nhiều tỉnh thành miền Nam của Trung Quốc, gây ra tình trạng ách tắc tại nhiều bến cảng biển. Một lần nữa, thúc đẩy giá cước vận tải tăng vọt. Và giờ là câu chuyện đứt gãy kết nối đường sắt cũng như nguồn cung nhiều mặt hàng nông sản do lũ lụt gây ra lần lượt ở châu Âu và Trung Quốc. Mưa lớn kèm theo lũ lụt đã tàn phá khu vực Tây Âu, những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nằm ở Đức và Mỹ. Nhiều vùng của Thụy Sĩ, Luxembourg và Hà Lan cũng chịu ảnh hưởng. Điều này đang thực sự tạo ra đứt gãy trong chuỗi cung ứng bởi các tuyến đường sắt, ông Huxley cho biết. Trên thực tế, tuyến đường sắt vận tải chạy từ Cộng hòa Séc, Slovakia đến các cảng Rotterdam, Hamburg ở Đức đã bị hủy hoại nghiêm trọng, làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa. Tác động đứt gãy mang tính chất lan tỏa, đơn cử như trường hợp của Thyssenkrupp, hãng chế tạo thép lớn nhất của Đức, đã không thể tiếp nhận được nguồn nguyên liệu thô đầu vào do lũ lụt. Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, là điểm giao kết các tuyến đường sắt cao tốc trục Bắc Nam, Đông Tây đi tới nhiều thành phố ở Trung Quốc. Việc vận chuyển than đá, nguồn nguyên liệu cho nhiệt điện từ vùng khai thác mỏ ở Nội Mông, Thiểm Tây qua Trịnh Châu, rồi đến khu vực miền Trung, miền Đông của Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng. Các nhà máy nhiệt điện phải vật lộn tìm kiếm nguồn than đá để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng vọt. Trên đây là những nội dung chi tiết tổng hợp của bản tin 24 giờ chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.